bài tuần bữa nay là 100 ngàn á, đẹp ghê ha. Dối luôn. Ồ, chịu nói luôn. Đẹp lồng lộng luôn. Cái này còn đẹp dữ nữa nè. À, cái này là 110 ha. À, như là tuần sống luôn á. Trời ơi, đẹp ghê ha. Đó, như cái bông hoa luôn. Cô này mua về ha. Bán hả? Cô mua bán lại, chứ không phải ăn hả? Dạ, mua bán lại. Rồi, chào chị luôn. Cua này sáng thứ tư này bao nhiêu ký chị? Sáng thứ tư 160. À, cái rổ này là 160 hả? Còn rổ bên đây? 140. Rổ bên đây 140. À, rổ bên đây là 130. Sáng giờ chị bán được nhiều chưa? Càng cua 200. Ồ, càng cua là 200 ngàn. 500, 500 nữa, gặp không cua. À, càng cua. Ê, tao quay người đẹp chứ đó, tao quay người đẹp bình điền chứ đó. Bao nhiêu cái như cá này 44 ngàn chú ạ. À, cá lóc bữa sáng thứ tư này là 44 ngàn ha. Cặp cô này đi mua cá lóc hoài à. Đây cháu Duy này bán cá lóc sáng thứ tư nữa các bạn. Giá cũng mềm không có đắt. Trời ơi, chị là lúc nào cũng ngại cả quay là phải có chị rồi. Hồi sáng thứ tư Nguyễn Hòa ghé vừa mực Indo của cháu Tâm nè. Dạ. Mực này là nhiêu Tâm? Dạ, này là mực không trứng lớn 135 ngàn. Không trứng lớn là 135 ngàn. À, còn bên đây? Bên đây 135 ngàn luôn, này là cũng không trứng luôn. À, đây là không trứng cũng 135 ngàn. Món này mực trứng 115 ngàn. Mực trứng là 115 ngàn. Dạ. Ủa sao có trứng nó rẻ hơn hả? Dạ đúng rồi, có trứng nó rẻ hơn. Tại vì có trứng là mình cái thịt nó không dày bằng cái mực không trứng. À, nó dày không dày bằng mực không trứng hả? Dạ. Rồi 43 ngàn bán không được luôn. À, sáng thứ tư nè có 43 ngàn, cái cá dừa hồng mà bán còn không được luôn hả? À, là dội hàng hả? Là cá hú rồi. Cá hú 60, cá hú sống luôn nè. Cái giá cũng rẻ mềm quá ha, mà không có khách mua luôn ha. Em thấy là tôi thấy mà mỗi lần cá hú là 65-70 ngàn cũng khó luôn không? Nay mới qua trễ, qua trễ em rồi vừa hú. Ủa, cái chà bè này to ghê ha. À, 23 ngàn ký cá chà bè. 23 ngàn ký bao canh. Này giá nhiều là 25 ngàn. 23 ngàn. À, 23 ngàn ký cá chà bè luôn. Cá dồ đếm là 30 ngàn. 23 ngàn ký bao canh. Đây là toàn cảnh bên ngoài khu nhà lồng F và khu nhà lồng D. Sáng thứ tư, Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan khu hải sản tươi và cập nhật giá hải sản sáng thứ tư. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Đang còn bước vô để tham quan khu chuyên về cá biển các bạn. Rồi, khu này cá biển buổi sáng rất nhiều các bạn ơi, đủ loại cá luôn. Cá biển này sổ bao nhiêu anh chị? 30 ngàn. À, muốn lựa chỗ nào lựa. 30 ngàn ký cá sáng thứ tư này các bạn. Cá biển buổi sáng thứ tư này sổ cũng 30 ngàn ký rồi các bạn. Ký là 30 ngàn. Đủ thứ loại cá rồi các bạn ơi. Ở đây có ghẹ đó các bạn. Ô, tôm thẻ này nhiêu vậy chị? À, tôm thẻ sáng thứ tư này 150 các bạn ơi, tôm thẻ sống luôn các bạn. Trời, con nào nó to ghê các bạn ơi. Là bên đây nè, cái nó
Vậy là trong mấy chỗ đổ này là 185 hả chị hả? Còn tôm 150 là đây rồi các bạn. Hèn chi thấy to quá. 185 ngàn hả chị? 185 cái rổ tím này các bạn. Còn bên ngoài này là 150 các bạn ơi. Tôm sống là bún luôn các bạn ơi, sáng thứ tư đó các bạn. Tôm cũng to lắm. Em thấy xe chị đi thôi, tới giờ có cái chợ rồi. Mới tới á. Cái mâm này là 180 hả chị? À cái mâm ghẹ này là 180 các bạn. Mâm ghẹ sống này là 180 ngàn các bạn. Ghẹ này là 180. Ghẹ này là 30.000 ký các bạn. Ghẹ nhỏ này là 30.000. Chào luôn. Ô bên này đang cá rô với cá lóc hả? À rô đầu tròn 40.000 còn cá lóc này. Đó 40 luôn. Bao cân bao làm luôn. Anh này bao cân bao làm luôn. Cái đồ cá lóc 40 ngàn luôn rồi. Chào anh luôn nha. Cái này bán cá lăng sống 60.000 ký các bạn. Nó gọi là cá gì chị? À vô đếm nhiêu ký rồi chị? À 25.000 ký giờ cá vô đếm rồi các bạn. Sáng thứ tư các bạn ơi. Cá lăng 60.000 cá vô đếm thì 25.000 ký các bạn. Cá chẽm này sáng thứ tư có 60.000 ký rồi các bạn. Cá chẽm đang sống luôn á. Cá chốt nhiêu chị? Cá chốt 55. À cá chốt 55.000 ký. Cá chốt sống 55.000 ký sáng thứ tư các bạn. Năm
55.000 ký cá chốt sáng thứ tư các bạn ơi. Cá bồng lau này sáng thứ tư nhiêu chị? À, cá bồng lau này sáng thứ tư 70.000 các bạn. Tươi xanh luôn à. 70.000 á, lòng tông 70.000. Ông chủ bằng cá lòng tông. Ghẹ nhiêu ký vậy? Ghẹ 50. Ghẹ 50.000 luôn. Ghẹ 50.000, cá chẽm à. 60. Ồ, cá chẽm sống luôn 60.000. Ê, ông chủ bán cá chẽm rồi các bạn. Chẽm 60. Cá chẽm cá lăng luôn, như cá lăng nhiêu chị? 60. Cá lăng 60 luôn. Bữa nay thấy cá lăng nhiều ghê á. Bữa nay cá lăng cá chẽm sống cũng nhiều các bạn. Chẽm 60. Cá chẽm có 60.000 ký chẽm sống luôn các bạn ơi. Đây có cái sẵn sàng này các bạn, cá cái lăng nữa. Cái lăng này đi này đi thấy nhiều cái lăng kia các bạn. Cái lăng cũng giá 60.000 rồi các bạn. Giá cá lăng 60.000 phải không anh? À. 65.000 cá lăng này là 65.000. Cá bự là 65.000, còn cá nhỏ là 60.000. À, cá lăng á, sáng thứ tư nè các bạn ơi. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha, chào anh luôn. Đây cua tôm càng giết một nhiều lắm các bạn ơi. Mua hay không à, mua ở khu vực mình đèn không nha. Tí nó chạy qua nước con á, ở bên bờ khu mèo à. Cái này chị, trời ơi, bên đèn mua mấy lên phú lạc không có cái giọng mua nào. Tôm càng mà chết ngột là bao nhiêu ký vậy? 100.000 ký hả? À. 100.000 ký tôm càng chết ngột đó các bạn. Ừ, rồi, bán rẻ 23.000 ký. Ủa, cái chà bè này to ghê á. 23.000 ký cá chà bè. 23.000 ký bao cân. 60 bao cân. Này giá nhiêu à? 25.000 hả? 23.000. À, 23.000 ký cá chà bè luôn. Cá dồ đếm là 30.000. 30 bao cân. Cá dồ đếm là 30.000, cá chà bè là 30 bao cân. Ký 23.000 ký cá chà bè to ghê á. À, chú chào luôn nha, chào luôn. Không có nữa. Cá bóng nhiêu ký chị? Cá bóng là 60.000. À, cá ngừ 50.000 hả? Ngừ bò 50.000. Sáng thứ tư các bạn. Thấy chị bán được nhiều chưa?
cá ngừ 50. Cá lồng tông 50. Cá lồng tông là 80.000. Ông Minh có thử lấy giùm em không? Đứng đây nè. Qua đây. Sao làm cái bạc 65 luôn. Sáng thứ tư này cái tấp bạc là 65.000 hả? Dạ, chưa cắt đâu 65, cắt đâu rồi 70.000 chú ơi. À, cắt đâu rồi là 70.000. Dạ, bao hàng đẹp, bao cân luôn. Bao cân luôn. Dạ. Vậy cá trạch này nhiêu ký vậy anh? Cá trạch 50 á chú ạ. À, cá trạch 50, còn cá kèo nữa không? Cá kèo 130, 160. À, cá kèo là loại, hai loại, loại 130, loại 100 hả? Ồ, cắt đầu cắt đuôi rồi là tép bạc này là 70 nè. Dạ, dạ. Chưa cắt là 65.000 nè. Dạ. Đây ai bán à, đắp tép đây. Rồi chúc anh bán đắt nha. Dạ dạ dạ. Chục 50 luôn. Vậy lương sống mà có 50 đi. Lương sống mà à, lương sống bao nhiêu? Lương sống 100.000. Lương sống 100.000 sáng thứ tư nè. Lúc nào anh Đèo cũng bán giá 100.000 cho bà con. Anh Đèo bán giá hữu nghị ha. Ký lương sáng thứ tư các bạn. Con cầm tay, cầm tay con cầm. Đây, anh Đèo bán lương thôi. Rồi. Lương bự lương nhất 80.000 luôn. Đây, anh Đèo bán lương thôi. Sáng à, buổi sáng thứ tư có 100.000 các bạn nha. 100.000, sáng thứ tư, quá trời rẻ luôn. Rồi, cảm ơn anh Đèo nhiều nha. Mình ống lột rồi anh bán nhiều ký vậy? 35 ký 100. 35.000 ký, 3 ký 100.000 luôn. Đúng. Rồi anh bán miếng mực đây. Đó, 35 ký 100. 3 ký 100 luôn, còn mực này anh ơi. Mực đó mực trứng 120. À, à mực trứng này là 120.000. Vậy là 6 ký luôn nha. Mực ống trứng ha, 120.000 ha. Này ống trứng 100.000. À 100.000 hả? Dạ. Ồ. Ống bự không là trứng. Ống bự ờ trứng không thì như thấy cái bụng nó bự ghê á. Rồi, cảm ơn anh nha, anh nha. Rồi. Dài chỗ này cũng bán mực nhiều lắm ơi. Đầu mực, mực lá, dè mực, bạch tuộc. Rồi chào anh luôn. Cá này là cá à sa ba 35.000, cá nục phải không? 40.000 luôn. À cá nục là 40.000. Mực má là 55. Mực má này là 55.000 nè. Còn cá này là cá cái này, cái ngân, cá ngân 50.000 luôn. Cá ngừ anh, cá ngừ 45.000. À cá ngừ là 45.000. Cá ngừ bữa nay thấy cũng đều con quá, đẹp chứ, đẹp. Rồi chào anh Vũ luôn nha, chúc anh Vũ bán đắt nha. Rồi cảm ơn quà luôn. Rồi, ông già mới về chắc chăm lo ổng cũng cực à. Dạ cực anh quà, cứ lè hèn hoài. Còn người ta giàu quá, ta đâu cần gì đâu. Này mực nang không chị? Dạ nang. Nên nay nhiều chị? Nang 100 anh ơi. 100.000. Nang nhỏ 70. Nang nhỏ 70, nang lớn 100. Sáng thứ tư các bạn. Đây bà chủ bán mực nữa các bạn. Rồi chủ phơi nắng phơi sương nè mấy. À. Cãi cái số luôn nè. À. Phơi nắng phơi sương khổ quá. Đại chị em không? Đại chị của em không? Đại chị của em không? Ở đây cá lăng, tôm càng, cá nục. Cá nục mấy chục ngàn hả chị? Sáng giờ chị bán được không? Chậm à. Hôm nay thứ tư cũng vắng quá chị ha. Nói chứ buồn ngủ mà bà hai lúc nào cũng thấy cười à. Cười là liền thuốc bổ của bà hai. Em chào chị luôn nha chị Vũ. Chào chị Vũ luôn.
lấy được hộp bao nhiêu vậy bà hai? À, cá dừa hồng sống này là 43.000 ký sáng thứ tư các bạn. Ký cá dừa hồng sáng thứ tư. Rồi chào bà hai luôn nha. Rồi bà hai ký sáng là 100.000 rổ. Cái loại này là hai con cá bự nè. Loại này là 4 con nè. Loại này 3 con nè. Dài dài đây là chứa 100.000 rổ luôn. Cô này là bánh chuột tôm. Và chỗ chị này cũng tôm tôm càng tôm thẻ nhiều các bạn. Tôm càng tôm thẻ cá diêu hồng. Khu này cá rô sống nhiều lắm các bạn, sáng thứ tư này. Một cá rô. Khu chỗ này là chuyên về cá rô các bạn. Ba sa. À cá ba sa bao nhiêu ký? 50.000. 70.000 đó. Mấy chiếc một đó chị ha. À. Ba sa có 50.000 ký để rồi ha. Để cá ba sa 50.000 ký nha các bạn. Chị này bán cá nè các bạn. Cái sạch ra. Ồ, khu này ít nhiều ghê các bạn ơi. Ít nhiêu vậy anh? Ít 65.000, ít to ghê các bạn ơi. Sáng thứ tư để ít là 65.000 các bạn. Mua nhiều không quay được à? Đó đây 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 đó. Còn mua nhiều thì bán 60. Mua nhiều là bán 60. Còn mua ít là bán 65.000. Ông chủ bán ít đây đây. Bữa nay chị bán cá phèn có 30.000 ha. Cá chốt là nhiêu vậy? Cá chốt 60. Cá chốt 60.000. Trời, bữa nay bà chị bán cá có bóng tượng cũng nhiều ghê ha. Mới về đó. Mới về đó hả? Hèn chi hôm qua hôm quay chịu không có cá bóng. Hôm qua không có. Đắk Lắk mới gãy xuống rồi. Vậy là cá bóng này ở Đắk Lắk xuống hả nha? Đúng rồi. Cá tự nhiên mà. Cá này tự nhiên mà bán cho nó ngon. Cái này à, cái cá thiên nhiên. Cái này cũng nhiều là nhiều giá lắm ha, 50 có ha. 40 có luôn. 60, 70, 120 đủ loại luôn. Cái bóng này mà kho ăn ghiền luôn á. Đúng rồi, ăn là vô là thôi nè. Ồ nhiều vậy okay đã không? Một thùng luôn. Thì đưa xuống lận thùng 60 kg vậy đó. Từ trên Đắk Lắk đưa xuống hay ha? Đúng rồi, Đắk Lắk xuống đó. Thì nếu mà cá nuôi là ngày nào mình cũng có bán mà. Cá nuôi đâu ăn ngon bằng cá thiên nhiên hay không? Không. À. Không, chỉ được nữa thôi, bằng cá thiên nhiên thôi. Cá cái gì? Thì cái cá này nó mắc hơn cá nuôi khoảng 20.000. À, mắc hơn cá nuôi khoảng 20.000 hả? À. Nhưng mà ta vẫn thích là mua. Đúng rồi, cá này cá phải nó ngon. À, cảm ơn anh nha. Chị bán cá đây. Bán cá chốt, cá bóng này, không tượng. Cá bóng đi, cá chốt đi anh ơi, cá bóng cũng nhiều giá lắm các bạn. Cá to lắm gì, cá sống không má. Ở cùng thẳng nó mùa ra ra. Ồ, bữa nay cá nục cháu bán nhiều ký vậy? Dạ 35 rồi chú. Ồ, bữa nay rẻ quá ha. Bữa thấy 40, 45 không ha. Hôm nay xuống còn 35 ha.
cái nục này nay cháu này nó bán có 35.000 ký. Cá ngừ cháu bán nhiều ký vậy? Ngừ bò, ngừ bò 50. 45, cháu 35. Anh thứ ba đấy luôn chú. Các cháu 35.000, các ngân 45.000 hả? À, chú chào luôn nha, chú cảm ơn nha. Cháu này bán cá rồi. Ủa giá cá, cá lóc sáng thứ tư này nhiêu vậy anh? 45. 45, còn cá rô anh? 40. À, cá rô là 40. Đây ông chủ là chuyên về cá lóc nè các bạn nè, sáng thứ tư á. Nay thứ tư hả? Dạ nay thứ tư rồi. Cá sặc răng. 70. Cá sặc răng 70.000. À. Nay có này có cua nữa nha. Cá lóc. Rồi chú chào nha. Khỏe rồi, 43.000 bán không được luôn. À, sáng thứ tư nè có 43.000 cái cá dừa hồng mà bán còn không được luôn hả? À, rồi dội hàng hả? Là cá hú rồi. Cá hú 60, cá hú sống luôn nè. Cái giá cũng rẻ mềm quá ha, mà không có khách mua luôn á. Em thấy là tôi thấy mà mỗi lần cá hú là 65-70 ngàn cũng khó đúng không? Nay đi qua trễ, quá trễ em rồi vừa thúng người quá trễ sớm á. Cá hú này hôm nay sáng thứ tư này có 60.000 ký rồi các bạn. Cá dừa hộp là 43.000. Rồi chào anh luôn nha, rồi chào anh luôn. Rồi. Anh này bán cá rô, chuyên về cá rô các bạn. Thì cái chì vàng nữa các bạn. Cái đô này nhiêu vậy? Một lập là cái chì vàng ấy. Cá chì vàng 60. mày chơi ổng hoài. Ủa có mấy con cá này là cá gì chứ? Cá dứa. Cá này cá dứa hả? Nhiều ký vậy? 100.000. À cá dứa là 100.000. Cá ngừ. Cá ngừ 45. Cá ngừ 45, còn cá lạc nè. Cá lạc 50. Sáng thứ tư các bạn ơi. Cái cá dứa này giống cá bông lau quá ha. Nhìn như giống như cá bông lau ghê. À nó là cá bông lau luôn hả? À. Họ cá da trơn ha. Rồi chú chào nha, cảm ơn cháu nhiều nha. Rồi nhiều cá như à, cá lóc bữa sáng thứ tư này là 44.000 ha. Gặp cô này đi mua cá lóc hoài à. Để cháu Duy này bán cá lóc sáng thứ tư các bạn. Giá cũng mềm không có đắt. Trời ơi, chị là lúc nào cũng ngại cả quay là phải có chị rồi. À. 44.000 hả Duy hả? Nay còn hả? Ở dưới đây chỉ có 42.000 thôi. À nhỏ hơn là 42.000 hả? Lớn là 44.000. Rồi bà chị này là chuyên môn về đó, mua cá lóc đó, vui lắm. Rồi chú chào luôn nha. Mối luôn á hả? Rồi chú chào Duy luôn nha. Chúc Duy bán đắt hàng. Rồi sáng thứ tư Nguyễn Hòa ghé vừa mực Indo của cháu Tâm nè. Dạ. Mực này nó nhiêu Tâm? Dạ này là mực không trứng lớn 135.000. Không trứng lớn là 135.000. À còn bên đây? Bên đây 135.000 luôn, này là cũng không trứng luôn. À đây là không trứng cũng 135.000. Còn này mực trứng 115.000. Mực trứng là 115.000. Dạ. Ủa sao có trứng nó rẻ hơn hả? Dạ đúng rồi, có trứng nó rẻ hơn. Tại vì có trứng là mình cái thịt nó không dày bằng cái mực không trứng. À nó dày không dày bằng mực không trứng hả? Dạ. À. Sáng giờ bán được nhiều chưa? Dạ sáng giờ con bán được vài chục ký chứ. À vài chục ký cũng mừng. Chú quay mà chú thấy bà con buôn bán được chú cũng mừng lắm. Dạ. Quay cũng thấy hồ hởi nữa. Dạ. Chúng ta bán đắt hàng nha. Dạ rồi, dạ. Cảm ơn chú ạ. Chú
giá bây giờ anh nghĩ đây nó phải xả rồi, nó xả vốn mà lại lỗ. Tụi nó bán nhiều ký vậy trai? Cái này là 150 anh. À 150 hả? Ồ tôm sống mấy con à? Một ký được hai mấy con ha? Hai mấy con, tôm này 78 con à. Đi ngoài là giá cũng vậy hả? Không, cái đó nhỏ hơn 140. À nhỏ hơn là 140. Bữa nay thấy bán đắt hàng quá ha. Trong chai này cân đủ lắm á. 6 ký rưỡi. 6 rưỡi giá đó, tính ông 6 rưỡi đó không? Ông nói 17, ông nói 7 ký. Đó, bữa nãy quán 7 ký lụm rồi. Lụm nửa ký. Bắn tôm đây. Cần cần nó cũ luôn đó. Ok nãy này, đây này, đây nào. Bạc sáng thứ tư này chị bán nhiêu ký vậy? 60 ngàn bên đây chị. 65 ngàn sáng gì chứ bán được không? À cũng lai rai ha. Lai rai. À chị Tư không? Chị đây là chị Tư không? Chị Tư bán tép bạc bên ngoài nhà lồng đây nè các bạn. Sáng giờ bán có 100 ký rồi á. À vậy là mừng quá rồi. Từ nay thấy thứ tư thấy chợ vắng quá. Ừ, bữa nay vắng quá nè. Vắng mà chị bán được như vậy là cũng mừng lắm rồi. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Cá này cá nục hả cháu hả? Nhiều ký cháu? 45 ngàn còn cá này là nục lửa hả? Nục lửa bao nhiêu ký cháu? 35 ngàn còn cá này là cá ngân. Nhiều cháu? Cũng trục. Cháu giỏi ghê hả? Còn đi học không? Nghỉ rồi hả? Cá ngừ nhiêu cháu? À, chú chào luôn nha, chú cảm ơn nha. À này con nón lá đẹp ghê ha. Đâu cá hồi nay nhiêu vậy? 40 ngàn rồi cá này là cá sa ba 45 ngàn. Ồ bữa nay cá mó nhiều ghê á. Dạ bữa nay cá này bữa nay có cá chốt chốt. À. Cá này cá đồng cũng mới. Cá mó nhiều ký? Cá mó con bơi sổ có 35 ngàn. À cá mó có 35 ngàn còn cá lục nè. Lục 45 ngàn. Bữa nay con bán đắt quá. Sáng giờ bán được không? Dạ được, bữa nay con bán đắt. À vậy cũng mừng ha. Chứ quay video mà thấy bà con bán được mừng, mình vui lắm. Mình quay cũng thấy hồ ở nữa. Đi giá mình có đắt ra. Nó đông vui nhộn nhịp. Rồi sáng thứ tư các bạn. Dạ. Nguyễn Hòa ghé bữa cá của hai chồng à, năm kia bên ngoài năm kia nha. Rồi. Dạ. Rồi chào chú bán đắt luôn nha. Chào chú. Giờ này chú quay giờ này con còn gì con. Ôi khu này cá ngừ quá trời luôn các bạn ơi. Cá ngừ sáng thứ tư nhiều quá. Cá ngừ cá nục à, người tươi đói ha. Cá ngừ cá nục lửa cá này là 3 kg 100 đó con hả? Cá nục lửa hả? Đồng giá hết 3 kg 100 hết hả? Loại nào cũng 3 kg 100. Cá biển nhiều lắm các bạn ơi. Cá sông. Cá sông cá ngừ. Bữa nay bán được không cháu? Cũng lại đài ha. Thế hả? Thứ tư cũng vắng người đi chợ ha. À chú à, bán đắt nha. Ồ, chỗ khu chị này là cá sáng thứ tư này cũng nhiều quá các bạn ơi. Cá nồi, cá ngừ, cá nục, cá ngân. Đủ loại cá luôn. Giá nhiêu chị? Dạ. Người bò 50 ngàn. Người bò 50 ngàn. Mua cá đâu, 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 cá đâu
chị nhìn thấy mê rồi á. Chị bán cá 35 luôn. Cá cháo 35.000 ký, 3 ký 100 luôn. Cá nục 45, cá ngân 50. Chị này bán cá chúng tôi nghe các bạn. Rất nhiều cá. Rồi chào chị luôn nha, cảm ơn chị nhiều. Cá lóc 45.000 ký sáng thứ tư nữa các bạn. Cá lóc bông nhiêu chị? Cá lóc bông là 65.000. Cá lóc sáng thứ tư nè 40-45.000. Cá lóc 45-40. Rồi cá lóc bự có 45.000 ký ai nha. Ồ, to ghê thiệt á. 45.000 ký sáng thứ tư nè các bạn. Cái này nhỏ là 40 nha. Nhỏ 40. To là 45, nhỏ 40. Sáng thứ tư nè các bạn. Cá rô 50.000. Nè cá lóc nhỏ 40, lóc lớn 45.000. Rồi chào anh luôn nha. Rồi anh bán cá lóc rồi. Cá này cá gì mà to vậy chị? Cá chét. Cá chét nhiêu ký vậy? Cá chét nè, cá chét to là 40.000 ha. À cá nục còn ít à, sổ 20.000 luôn. Sao cá chét con nào nó to dữ vậy ha? À khoảng 4 ký có. Rồi chào anh chị luôn nha. Rồi chúc anh chị bán đắt nha. Ồ bài tuồng bữa nay là 100.000 hả? Đẹp ghê ha. Ồ chị nói luôn. Đẹp lồng lộng luôn. Cái này còn đẹp dữ nữa nè. À cái này là 110 ha. À như là tuồng sống luôn á. Trời ơi đẹp ghê ha. Như cái bông hoa luôn. Cô này mua về ha. À cô mua bán lại chứ không phải ăn hả? Dạ mua bán lại. Mấy ký? Cái tuồng này là mâm này là 100.000, mâm này là 110. Chỗ sạp bên ngoài nhà lồng D cô Dung bán á. Ở dài không anh chị nào lại ủng hộ con á. Giữ đi chợ hết rồi. Đắng quá ta. Rồi tham quan nhiều cô có người đẹp bị nhà, người đẹp bị điền nữa nè. Rồi chào chị luôn. Cô này sáng thứ tư này bao nhiêu ký chị? Sáng thứ tư 16. Cái rổ này là 16 hả? Còn rổ bên đây. 14. Rổ bên đây 14. À rổ bên đây là 13. Sáng giờ chị bán được nhiều chưa? Càng cua 200. Ồ càng cua là 200.000. 500 là sao giữa gặp không được hả? À. Tổng cái lóc 10.000. Càng cua. Ê quay tao quay người đẹp chứ đó, tao quay người đẹp bình điền chứ đó. Rồi chào người đẹp luôn nha. Rồi bài tuần này có 90.000 hả? 90. Ổng này ngon ghê à. Ổng à cái thau này là 120. Thau này là 150. Đẹp ngon ghê á. Đây 60.000. Sáng giờ anh bán được không? Đỡ quá. Cũng chậm quá ha. Chợ mấy ngày thường này thế chậm. Nãy giờ đi quay thấy người nào cũng than vậy. Hết người đi chợ quá. À. Rồi chào anh luôn nha. Rồi chúc anh bán đắt hàng nha. Rồi. Cái nục sáng thứ tư này cháu này bán có 30.000 ký các bạn. Tươi, cái nục tươi rối luôn. Nục này hơi bị ngon đó. À tươi rối luôn 30.000 ký. Mấy ký anh trai? Cá tươi đói à, 30.000 ký sáng thứ tư các bạn.
Đó ngon không mà. 90 ngàn luôn. Đi gửi luôn là vậy. Rửa giác đi, 107. Bên ngoài này là bao nhiêu vậy anh? 110 ngàn vô đất rồi. À, 110 ngàn. Cân đầy đủ luôn. À. Giờ này là ông chủ bán tôm là sổ về luôn á. Ông cô ơi. Giờ này hết rồi, nửa ký cũng bán 1 ký cho nó mau hết đồ cô ơi. Bên đây khác anh ha. 90 ngàn. À, bên đây là có 90 ngàn. Bên đây là 90 ngàn các bạn. Đây ông chủ bán tôm. Chín chục ngàn với 110 luôn. 110 ngàn ký là bên ngoài. Sau khi tham quan khu hải sản tươi chợ đầu mối Bình Điền sáng thứ tư, Nguyễn Hòa chuẩn bị ra về. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký ủng hộ kênh A Cộng Nguyễn Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.